Với ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile, thanh toán hóa đơn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Bước 1. Quý khách vui lòng đăng nhập ứng dụng ngân hàng số Vietinbank iPay Mobile, chọn tính năng thanh toán hóa đơn. Bước 2. Trên màn hình thanh toán hóa đơn, quý khách chọn dịch vụ cần thanh toán. Bước 3. Quý khách nhập đầy đủ thông tin tại màn hình giao dịch, sau đó ấn truy vấn hóa đơn. Màn hình hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn cần thanh toán và ấn tiếp tục. Đặc biệt, đối với khách hàng thanh toán dịch vụ điện, nước, internet, điện thoại trả sau, có thể chọn hoặc bỏ chọn bảo hiểm billing toàn diện. Chọn bảo hiểm toàn diện, quý khách sẽ được bảo vệ lên tới 50 triệu đồng. Bước 4. Quý khách kiểm tra, xác nhận thông tin giao dịch để hoàn tất giao dịch và nhận kết quả giao dịch. Lưu ý, tại màn hình kết quả giao dịch, quý khách có thể lựa chọn tự động thanh toán cho lần sau để cài đặt tự động thanh toán hóa đơn.